비추고 Mới đây, một căn nhà lá cọ ở Hòa Bình đã vinh dự nhận hai giải kiến trúc quốc tế tại Mỹ. Công trình có diện tích 350m², bao gồm hai khối nhà. Đây là không gian đa năng, trưng bày các tác phẩm, giao lưu sáng tác của họa sĩ Việt Nam và quốc tế, trong khuôn viên 8 hectare của Bảo tàng Văn hóa Mường, Hòa Bình. Đứng sau công trình là kiến trúc sư Hoàng Minh. Anh và cộng sự, sinh viên Hà Nội cùng thợ địa phương đã xây dựng ngôi nhà trong 3 tháng. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, nhà lợp lá cọ được vinh danh giải bạc tại hạng mục kiến trúc văn hóa cho công trình Pempool Light of Empty Heart do Hiệp hội Kiến trúc Mỹ tổ chức tại Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt, New York, Mỹ. Trước đó vào tháng 9, công trình này cũng nhận được giải thưởng thiết kế vì cộng đồng do Hiệp hội Tre của Mỹ ABS trao tặng. Công trình bao gồm hai khối nhà liền nhau được làm hoàn toàn bằng chất liệu có sẵn trong tự nhiên như tre, lá cọ. Bao quanh ngôi nhà là phần khung được làm từ những chiếc thang. Phía trên đỉnh mái vòm là nhựa trong suốt, do đó ngôi nhà luôn có ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Phần lá cọ được chọn lọc kỹ để không bị sâu mọt, sau đó được bện chặt, xếp lớp để lợp mái. Điều đặc biệt của ngôi nhà nằm ở liên kết con sỏ, sử dụng que tre ngắn để giữ những thân tre lớn. Cách thi công truyền thống này giúp các mối liên kết chắc chắn, không bị xê dịch, không gây vỡ tre. Nơi đây cũng trưng bày các hiện vật tại ngôi nhà lan đã bị cháy của người Mường. Trong khu nhà cây cối được giữ nguyên vẹn để đảm bảo hài hòa với kiến trúc xây dựng xung quanh. Tuy sở hữu kiến trúc lạ, song ngôi nhà vẫn rất tương đồng với không gian của khu bảo tàng văn hóa Mường. Do sử dụng những vật liệu tự nhiên, ngôi nhà chỉ có kinh phí hơn 40 triệu đồng và hoàn thành năm 2014. Theo kiến trúc sư Hoàng Minh, việc xây dựng nhà bảo tàng đa năng nhằm mục đích đóng góp một giá trị mới cho bảo tàng Mường, thu hút vào quảng bá văn hóa Mường cũng như kiến trúc bản địa đương đại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!